Xin chào thầy cô và tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Thu Giang. Và hôm nay mình sẽ review cho mọi người về quyển sách Nhà Giả Kim. Thì đây là một câu chuyện đậm chất triết lý. Câu chuyện xoay quanh kể về cậu bé Santiago, là một anh chàng sinh ra trong một ngôi làng nhỏ vùng miền Nam Tây Ban Nha. Cậu bé Santiago có một được bố mẹ cho học hành với mong ước cậu trở thành linh mục, bởi vì đấy là cái nghề danh giá nhất tại ngôi làng đấy. Nhưng tuy nhiên cậu đang muốn và theo đuổi ước mơ của mình và trở thành người chân cừu đi ngao du khắp vùng Tây, khắp vùng quê hương mình. Bởi vì trên đường tới nơi bán lông cừu, khi mà cậu những nơi cậu đi qua, cậu có một giấc mơ kỳ lạ. Và chính là giấc mơ khiến cậu bừng tỉnh. Cậu nhớ về người con gái, con người chủ tiệm vải với bao yêu thương. Tưởng tượng ra cảnh thể hiện xến lông cừu điệu nghệ trước mặt cô. Cậu đến Tariva gặp bà lão thầy bói người đi gan để giải giấc mơ. Bà lão nói rằng cậu cần đến Ai Cập để tìm kho báu và đòi tiền thù lao bằng 1/10 số tài kho báu mà cậu kiếm được. Sau khi gặp bà lão, cậu chưa tin vào giấc mơ của mình, cho rằng đó là tốn thời giờ và là thứ không đâu. Ở một bãi chợ, cậu có gặp một ông già tên ông ta xưng là vua xứ Salem, có nhiều phép thuật. Ông truyền cho cậu cảm hứng chinh phục giấc mơ của mình, hứa chỉ cho cậu đường đến kho tàng với điều kiện cậu để lại 1/10 số cừu cho ông ta. Dù rất băn khoăn đấu tranh với chính bản thân mình nên theo đuổi giấc mơ hay không, hay là một người chân cừu bình thường, thì sở hữu cái mình trước cậu đã đấu tranh với bản thân mình nên theo đuổi giấc mơ hay là một người chân cừu sở hữu cái mình chưa có hay hài lòng với những gì thân thuộc. Nhưng ngay ngày hôm sau, cậu đã bán gần hết số cừu mà mình có, chỉ để lại đúng 6 con cừu. Ông tặng cậu hai viên đá. Ông tặng cậu hai viên đá Urim và Thummim và dẫn cậu trước hành trình. Đừng bao giờ quên rằng tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ dấu hiệu, nhất là đừng quên đi cho hết con đường mình tự chọn. Cùng câu chuyện về cách nhà thông thái người dạy con trai, hướng ra với lời khuyên: bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng. Cậu bắt đầu chuyến đi đến Ai Cập, nơi có kim tự tháp, có kho tàng cậu mơ ước. Ngay ngày đầu tiên đến Tandigan là cái điểm dừng chân để tới Ai Cập, cậu đã bị lừa hết số tiền cậu đang có để và kiếm kế sinh nhai. Cậu quyết định làm việc tại cửa hàng bán pha lê. Đầu tiên, cậu chỉ lau các bình pha lê để kiếm cơm qua ngày. Sau này, cậu gợi ý cho ông chủ tiệm pha lê cách phát triển kinh doanh, hết kê thêm kệ ở ngoài đến pha trà bạc hà, thu hút khách mua pha lê. Và rồi cửa tiệm của ông quay về thời kỳ huy hoàng như trước khi mà ngành pha lê của ông mới nở rộ. Cậu đã làm việc cật lực tại đó và quên mãng cái ước mơ của mình. Một năm sau, khi mà cậu đã có đủ tiền mua một bầy cừu mới, gấp đôi số cừu mà cậu bán đi hồi trước, ông lão chủ tiệm pha lê có đủ tiền hành hương tới thánh địa Mecca, nơi mà người đạo hồi nào cũng mơ ước được đặt chân tới. Ông chủ tiệm sẽ không bao giờ đặt chân tới Mecca, thực hiện giấc mơ của kẻ ngoan đạo. Còn cậu, Santiago, không mua cừu nữa và để dành tiền tiếp tục đi tìm kho tàng. Khi dọn dẹp hành lý, cậu thấy hai hòn đá Urim và Thummim mà cậu nhận được từ vua xứ Salem. Cậu gia nhập vào đoàn lữ hành đến sa mạc nơi các kim tự tháp Ai Cập. Trong đoàn người, cậu gặp một anh chàng người Anh, người từ quê hương xa xôi theo đuổi giấc mơ tìm kiếm những nhà giả kim, người chế tạo được vàng và thuốc trường sinh. Đoàn người tiến dần về phía ốc đảo. Trên đường đi, chàng người Anh quan sát sa mạc và học ngôn ngữ sa mạc. Còn Santiago đọc những cuốn sách hay của anh ta và học về thuật giả kim. Tuy nhiên, Santiago vẫn chẳng hiểu gì về thuật giả kim. Khi họ tới ốc đảo,
đoàn lữ hành được chào đón và được khuyên phải dừng bước vì có chiến tranh giữa các bộ tộc phía trước. Tại đây, cậu chúng tính xét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô gái sa mạc Fatima, và cậu đã cố giúp anh chàng người Anh thực hiện ước mơ của một nhà xà kim. Chàng trai người Anh nhận được lời khuyên thực hiện thí nghiệm và chàng ta say mê thực hành trong thời gian ở ốc đảo. Nhờ vào ảo ảnh mà sa mạc báo cho cậu về hình ảnh đạo quân, Santiago đã có thể dự báo trước và giúp bộ tộc tránh được một cuộc tấn công đột ngột vào ốc đảo. Cậu được thưởng rất nhiều tiền vàng cùng một lời đề nghị trở thành người cố vấn quan trọng cho trưởng tộc. Cũng chính lúc ấy, nhà giả kim ở ốc đảo nhận ra rằng ông đã tìm thấy một trò xuất sắc, đó chính là cậu Santiago. Cậu lưỡng lự khi phải vượt rời ốc đảo vì tình yêu với cô nàng Fatima. Nhà giả kim nói cậu phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Cậu nói chuyện với Fatima, người phụ nữ sa mạc sẽ luôn đợi mình. Cậu đã rời ốc đảo và lên đường đi tới kim tự tháp của nhà giả kim, tới một doanh trại tại vùng giao tranh ác liệt. Họ bị bắt. Theo lời nhà giả kim, cậu cho hết đi số tài sản của mình. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày, nếu Santiago không thể biến thành gió thì cậu ta sẽ chết. Nhờ biết ngôn ngữ của vũ trụ giao tiếp với gió và mặt trời, cậu đã chủ tải biến thành gió của mình cho những chiến binh và được chỉ huy dẫn đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Sau đó đến tu viện Coptic, cậu được chứng kiến nhà giả kim nọ biến chỉ thành vàng. Trước khi từ biệt, ông chia số vàng làm 4 phần, một phần cho người tu sĩ, một phần cho ông làm lệ phí đi đường, 2 phần cho đền tiền trả viên tư lệnh và cho bất chắc sắp tới. Đến được kim tự tháp, trong khi đang đào cát để tìm kiếm kho tàng, cậu gặp những tên cướp và bị cướp mất hầu hết số vàng cậu nhận được từ nhà giả kim. Cậu thú thật với giấc mơ khi tìm kho báu thì những tên cướp cười mỉa mai khi nghe rằng câu chuyện đã vượt qua sa mạc để kho báu. Để đến với kho máu, một tên trong số đó nói rằng ngay tại chỗ này, 2 năm trước hắn cũng có một giấc mơ về kho báu tồn tại. Kho báu chôn cất dưới cây dâu tại một nhà thờ lụp sụp nơi bọn chăn cừu hay lui tới ở Tây Ban Nha. Cuối cùng, Santiago dùng số vàng còn lại để trở về quê hương và đã lấy được kho báu với số tiền vàng đá quý, tượng quý. Anh có ý định về Tarifa trả công bà phù thủy Vigan. Giữa đây, làn gió văn the thổi xuống làm cậu có cảm giác như lần đầu tiên được hôn con gái sa mạc cậu yêu, Fatima. Và sau khi đọc cái quyển sách nhà giả kim này, mình đã rút ra được một số bài học cho bản thân. Đầu tiên là phải dám sống với ước mơ của mình, cũng giống như cậu bé Santiago khi mà cậu bé đó đã có ước mơ tìm kho báu. Chúng ta sẽ cố gắng sống theo ước mơ chính nó, cũng như là ước mơ được đi đây đi đó của cậu chứ không phải là một linh mục trong nhà thờ. Bài học thứ hai là biết ủng hộ ước mơ của người khác. Khi mà cậu bé có ý định đi đây đó thì bố cậu đã cho tiền để mua cừu chăn để mà cậu có thể được đi đây đó. Thì khi mà ủng hộ được ước mơ của người khác, họ thành hiện được, mình cũng sẽ cảm thấy vui, bởi vì cảm thấy chính mình tìm được hạnh phúc trong đó. Bài học số 3, chỉ có mình mới hiểu làm sống như thế nào là tốt. Chính bản thân mình mà không hiểu mình sống như thế nào thì làm sao có thể hiểu được người khác sống như thế nào mới tốt. Thì như bầy cừu chỉ cần có thức ăn và có thức ăn cỏ xanh và nước uống là bầy cừu đã cảm thấy đấy là sống tốt. Nhưng đối với cậu Santiago, cậu muốn được đi đây đó, đấy mới là niềm sống hạnh phúc tốt của cậu. Thứ tư là cái bẫy của sự tiện nghi. Khi mà chúng ta sống trong sự tiện nghi quá đầy đủ thì chúng ta sẽ quên đi mất rằng chúng ta phải tìm kiếm ra nó và dần dần bị rơi vào cái bẫy cũng như là sự phụ thuộc vào cái sự tiện nghi đó. Bài học số 5, luật hấp dẫn tiếng gọi của ước mơ. Bài học số 6, mỗi người có quan niệm riêng về ước mơ. Cậu bé Santiago có ước mơ tìm được hạnh phúc và được đi đây đó, còn bà lão ở đi gan thì có khát khao được 1/10 số vàng mà cậu tìm kiếm được.
Mỗi người đều có một quan niệm riêng, không nên đánh đồng tất cả những ước mơ của mọi người lại với nhau. Thứ 8, bài học số 8, đó tình yêu thực sự là biết ủng hộ người yêu mình với giấc mơ của họ. Như cô gái Fatima, cô bé đã ủng hộ cậu Santiago hết lòng, còn dành ra cả thời gian để chờ đợi cậu. Bài học tiếp theo, nỗi sợ là rào cản còn lớn hơn cả rào cản thực. Nỗi sợ là rào cản còn lớn hơn cả rào cản thực. Khi mà chúng ta đã có một nỗi sợ trong chính bản thân chúng ta, thì tự nhiên cái nỗi sợ vô hình đó sẽ lớn hơn và lấn át tất cả các động lực của chúng ta đi. Thì một câu chốt của mình, bài học đây là nỗi sợ là rào cản còn lớn hơn cả rào cản thực, và biết lắng nghe trái tim mình. Bài học cuối cùng mà mình rút ra đó chính là không có đường tắt tới hạnh phúc. Bất cứ con đường nào cũng vậy, chúng ta cũng phải chạy qua. Khi mà chúng ta đi trên con đường tìm tới hạnh phúc đấy, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng hạnh phúc là ở phía cuối con đường, nhưng thực ra hạnh phúc ở ngay trong chính con đường, trên chính con đường mà chúng ta đi. Hạnh phúc ở ngay chính trong chính con đường. Hạnh phúc ở ngay trên con đường mà chúng ta đi. Thì trên đây là nội dung mà mình tóm tắt, mình hiểu được và cũng rút ra được bài học sau khi đọc quyển sách Nhà Cả Giả Kim. Thì đây là một quyển sách hay và ý nghĩa, cho ta những bài học thấm sâu về con người, về cuộc sống. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.